Chào mừng tất cả anh chị đầu tư đã quay trở lại với kênh đầu tư giải trí ông Toàn Vlog của em ạ. Hôm nay chúng ta chứng kiến một phiên bán tháo rất mạnh của thị trường, bán tháo cực kỳ mạnh, và hôm nay là phiên kỷ lục, đúng không ạ? Kỷ lục ở cái thứ nhất là cái yếu tố thanh khoản. Khi mà thị trường chung của chúng ta đạt một cái trạng thái thanh khoản rất là lớn. Thanh khoản ở đây người ta tính theo đơn vị đó là bằng tiền anh chị, có nghĩa là 30.000 tỷ. Còn về cái yếu tố mà về cái độ bán tháo ở đây này, nó chỉ bằng đâu đó khoảng một cái phiên mà phiên bán tháo trên đây thôi. Vậy thì chúng ta đánh giá như thế nào anh chị? Thứ nhất là thị trường của chúng ta hôm nay chính thức là gãy cái trend, gãy trên xu hướng của thị trường. Thị trường đang tăng rất là tốt, tuy nhiên có cái trend gọi là gãy trên xu hướng, thì phiên này nó xác nhận một cái yếu tố đó là gì? Thị trường chung nó chúng ta không còn làm group trend ở trong cái chu kỳ nữa. Nghĩa là gì? Với cái phiên xác nhận, thị trường chung của chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn. Nó có hai giai đoạn, một giai đoạn downtrend, nó sẽ diễn ra hai giai đoạn tái tích lũy hoặc là phân phối ở đây. Đấy, thì đây là một cái dạng tín hiệu yếu anh chị ạ, tín hiệu sâu này. Đây là một cái dạng tín hiệu trong VSA, tín hiệu là cực kỳ yếu, tín hiệu nó thể hiện cái áp lực bán tháo, lực cung cực kỳ lớn của thị trường. Và với những cái áp lực này, nó xảy ra trong một cái trạng thái đó là thị trường chung nó có yếu tố vượt đỉnh, đúng không? Yếu tố vượt đỉnh khối lượng thấp này. Sau khi vượt đỉnh khối lượng thấp và sau đó nó rơi, thì đây chính là những cái yếu tố như anh chị biết không? Em phân tích nhiều rồi. Thì đây là cái yếu tố phiên xác nhận và phân phối đó anh chị. Thì những cái phiên này nó có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Và đặc biệt với những áp lực bán tháo mạnh như thế này, nó sẽ quay lại rất mạnh anh chị, chú ý giúp em. Nó sẽ quay lại rất mạnh, mọi người chú ý. Hôm nay chúng ta không có xử lý tài khoản, bởi vì sao? Bởi vì hôm nay em thấy có một cái trạng thái đó là gì? Bán tháo, bán đuổi. Và các nhà đầu tư thay nhau bán đề, bán bằng mọi giá anh chị ạ. Và thậm chí ở gần cái cuối phiên, đâu đó khoảng 15 phút trước khi kết cái phiên giao dịch đó, thì nó xảy ra một cái hiện tượng đó là gì? Các cổ phiếu nó sàn hàng loạt và trắng bên mua. Trắng bên mua thể hiện một cái điều đó là các công ty chứng khoán nó đang bán giải chấp cổ phiếu của nhà đầu tư. Vậy thì tự nhiên đang lúc bán nó xuất hiện một cái lực gọi là cái lực cầu của tổ chức vào rất là mạnh. Nó chỉ trong vòng đâu đó khoảng 5-10 phút là rất là ngắn hạn mà cổ phiếu chúng ta là tăng lại rất mạnh. Em lấy ví dụ những cái trạng thái của Techcombank này. Sau khi giảm sàn, nó có một cái lực hấp thụ rất là mạnh và chịu cổ phiếu ở cái vùng mà vùng sàn trở lên. Đó là một cái yếu tố khá là hay ở trong cái phiên này, chứng tỏ là gì anh chị? Thị trường chung của chúng ta dưới góc độ là về định giá đấy, thì sau những cái phiên rơi đâu đó khoảng mấy trăm điểm anh chị, trăm mấy chục điểm này, từ vùng giá 1.400 đây này 1.424 mà về đâu đó khoảng 1.270 là bao nhiêu điểm anh chị? 150 điểm, 150 điểm, đó là mức cái giao dịch khá là mạnh của thị trường. Thị trường chung rơi đâu đó khoảng 10%, hơn 10%, đó là yếu tố rất là rủi ro. Và với những cái yếu tố mà chiết khấu như vậy, thì hôm nay chứng kiến một cái đó là dòng tiền nó đã chấp nhận cái mức độ PE, mức độ hấp dẫn của thị trường, nó bắt đầu bỏ tiền vào thị trường rồi. Đấy, chúng ta cùng nghiên cứu xem một cái đồ thị của VN30, bởi vì VN30 là linh hồn của VN Đất ở thời điểm hiện tại. Chỉ có VN30 nó có thể cứu thị trường hay là nó có thể vùi dập cái thị trường thời điểm hiện tại thôi, chứ còn những cổ phiếu riêng lẻ giờ đa phần nó đều yếu thị trường cả. Nên là mọi người phải chú ý những cái hành động này. Ở đây là đang trong cái xu hướng đi ngang này, vượt đỉnh với khối lượng lớn này, sau đó bán tháo này. Sau khi những cái nhịp bán tháo, đây là hai nhịp bán tháo nha chị, thì rất có thể với cái lực cung, lực cầu rất là mạnh ở vùng này, anh chị chú ý lực cầu này, thì sao anh chị? Thì nó sẽ hôi thôi. Đó điều đơn giản, điều rõ ràng rồi anh chị. Nên trong một vài phiên sắp tới, một vài phiên không phải một phiên nha, thì chúng ta cùng xem xét cái vùng mà cái vùng định giá mới của thị trường đâu đó khoảng 1480. Vì sao? Vì hôm nay rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta bán rồi, bán giải chấp rồi chị. Và với yếu tố bán giải chấp đó thì nó rơi vào một cái trạng thái bán hoảng loạn hay còn gọi là selling click mark. Và với yếu tố hoảng loạn đó thì cổ phiếu nó sẽ tạo ra những cái pha hồi phục tự nhiên hay còn gọi là AR. Và với những cái lực bắt đáy rất mạnh như vậy này, thì đa phần đây gọi là gì anh chị? Lực bắt đáy mạnh gọi là gì? Trong VSA gọi là gì anh chị? Stopping volume 3. Khi mình nhìn thấy cái lực bắt đáy này thì chúng ta xem xét được là dòng tiền tổ chức nó đang tham gia vào để bắt đáy một cái cổ phiếu nào đấy, một cái dòng, một cái ngành hay là một cái cổ phiếu. Nên là mọi người phải chú ý. Hiện tại chứng kiến cái cảnh đó là có dòng tiền vô bắt đáy rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem xét tại những cái vùng mà cái vùng 1480 này, 1480 này, liệu nó có xảy ra cái tình trạng là lượng cung lớn hay là lực cầu nó không vào được không chị? Nếu trường hợp thứ nhất tiếp diễn cái đà này, cổ phiếu nó tăng mạnh với khối lượng lớn thì chúng ta xem xét đây là một cái nhịp hồi rất tích cực của thị trường, và thị trường chung của chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy trong cái biên này. Anh chị thấy ở cái biên này, VN30 nó sẽ tiếp tục tích lũy trong cái biên này trong một khoảng thời gian là trước khi nó bắt đầu một chu kỳ mới. Cái trường hợp thứ hai, khi mà nó hồi lên những cái vùng này, vùng mà vùng kháng cự mạnh này, đây là anh chị chú ý kháng cự nền, kháng cự đỉnh này, kháng cự đáy này, đấy những cái vùng kháng cự này, nó bắt đầu kháng cự cái vùng kiệt cung này anh chị chú ý em cái vài phiên kiệt cung này, cái vùng này rất là quan trọng này, đấy 1480 này với 1496 này, đấy đó là những cái vùng rất là trọng điểm, những cái vùng mà thể hiện cái lực cung bán ra rất mạnh. Vậy thì chúng ta xem xét coi lực cầu nó có cân không. Nếu mà lực cầu nó không cân được thì chúng ta xem xét cơ cấu danh mục và thoát khỏi thị trường này, và thị trường này nó sẽ bước vào một giai đoạn downtrend mới. Đấy, còn ở thời điểm hiện tại đây là một cái tín hiệu sâu, một tín hiệu rất yếu trong VN, và với cái tín hiệu này thì đa phần cổ phiếu nó đang bước vào cái giai đoạn cuối của chu kỳ đề giá, cuối của chu kỳ phân phối chứ em. Nhưng mà cũng không loại trừ cái trường hợp đó là nó đang tích lũy sau khi rơi vượt đỉnh với khối lượng thấp, nó rơi lủng đáy, đây gọi là spin đúng không? Không loại trừ cái trường hợp đó, nhưng mà đa phần cái xác suất đó là gì? Lượng cung áp đảo này thì em đánh giá là cái lực phân phối nó vẫn ưu thế hơn chị, vẫn ưu thế hơn. Và đặc biệt á, khi nếu mà cái trường hợp nó hồi phục với khối lượng ổn định, thị trường nó bước vào cái pha tiếp tục nó đi ngang để làm gì? Để tạo cái điều kiện cho những cái dòng, những cái ngành cổ phiếu mà nó chưa tăng nó sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn này. Những cái cổ phiếu có câu chuyện riêng nó chưa tăng, ví dụ như là của VN30 cho nha, hay là Techcombank, hay là PNG, đấy FPT, những cổ phiếu nó có câu chuyện riêng thì nó sẽ tiếp tục tăng trong chu kỳ đi ngang của thị trường này, nó níu giữ thị trường lại. Đấy, rồi sau khi nó tăng hết chu kỳ thì thị trường bắt đầu đổ đèo và rơi, thì đó chính là những cái cơ hội cho chúng ta trong giai đoạn sắp tới. Và đặc biệt khi mà thị trường chung nó có những cái yếu tố đó là những cái tín hiệu hồi phục với khối lượng thấp á, thì mọi người phải chú ý một cái tình trạng chúng ta phải hạ tỷ trọng, chấp nhận cắt lỗ đây chị, chấp nhận cắt lỗ thôi, chứ còn bây giờ không còn cách nào khác nữa đâu. Bởi vì một khi mà xuất hiện những tín hiệu này mà lực cầu nó không vào á, thì nó rơi rất là ghê, giống như cái Bitcoin vậy chị, Bitcoin nó rơi rất là ghê từ đâu đó vùng giá 60 về vùng giá 30 là chuyện bình thường. Thị trường chung chúng ta đang trong trạng thái đầu cơ như vậy, và anh chị chú ý này, mọi người nhớ cả thị trường thế giới đang rất là tuyệt vời, thị trường Việt Nam nó đổ đều như thế này, và đặc biệt nó đổ đều với trạng thái đó là call margin, là nó bán giải chấp của nhà đầu tư cá nhân, thì nó xảy ra một tình trạng đó là selling clean mark, mọi người nhớ. Và mọi cái trạng thái selling clean mark đó là bất cân bằng cung cầu, lượng cung nó áp đảo lực cầu, và một khi mà lượng cung áp đảo lực cầu nó sẽ lúc nào nó hướng tới một cái trạng thái đó là trạng thái cân bằng giữa cung và cầu trước khi nó rơi tiếp. Vậy thì ra ví dụ những giai đoạn này, những trạng thái mà lực cung nó áp đảo lực cầu thì mọi chuyện nó sẽ được cân bằng trở lại ở bên trên này. Đấy, đây là cái vùng mà nó sẽ phát triển sự cân bằng này. Thì chúng ta hy vọng những cái nhịp hồi như thế này, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không hồi mạnh như thế này đâu chị. Bởi vì sao? Vì cái áp lực bán tháo đây nó yếu hơn, cái áp lực bán tháo giai đoạn hiện tại nó yếu hơn giai đoạn này. Tùy vào cái áp lực bán tháo càng nhanh thì nó sẽ về càng nhanh, chúng ta đỡ đau khổ chị. Chứ còn sợ nhất là cái trường hợp đó là gì? Nó cưa chân bàn, mỗi ngày nó giảm một ít, cái đó mới chết. Nó không hồi lên cho chị bán, nó đánh không dứt khoát mà mỗi ngày nó giảm ít, cực kỳ khó chịu. Và đặc biệt cái lúc đó thì thị trường chúng ta nó sẽ có một cái tình trạng đó là nó sẽ tạo những cái nhịp rơi tiếp theo. Còn với những cái nhịp mà gãy như này, nó sẽ có một cái biên tích lũy trước khi rơi. Anh chị chú ý là nó sẽ có một cái biên ở đây, nó hồi phục lên tạo một cái biên ở đây trước khi rơi tiếp. Đó là nguyên tắc rồi thị trường chung này. Để nó rơi được những cái nhịp lớn như vậy thì nó phải tạo một cái biên đây này, rơi rất hoảng loạn này, nó phải tạo một cái biên trước khi rơi tiếp. Anh chị chú ý này, nó phải tạo một cái biên trước khi rơi tiếp. Hay đây này, rơi hoảng loạn này, rơi cực kỳ hoảng loạn này, thì nó phải tạo một biên. Thì cái biên này chính là cái lúc mà Bitcoin nó thoát hàng, thoát hết những cái cổ phiếu, hoặc là những cái cổ phiếu nó có những cái game nó chưa kết thúc một cái chu kỳ thì nó tiếp tục nó đánh lên để nó kết thúc chu kỳ, đúng không? Đây là những cái trường hợp mà bán tháo này, bán tháo rất mạnh thì nó tạo biên. Đấy, mọi người chú ý này, thị trường nó chưa chết ngay được. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thị trường của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi những cái tin tức, những cái yếu tố trong nước về yếu tố mà giãn cách, cách ly xã hội đấy. Đó là những yếu tố rất là tiêu cực ở trong giai đoạn hiện tại. Và đó là trường hợp mà thông tin, và với những thông tin đó luôn có lý do cho nhà đầu tư để bán tháo. Vậy thì khi mà bán tháo xong thì kiểu gì thị trường nó ổn định lại thôi anh chị, kiểu gì ổn định lại thôi. Nên là mọi người đừng quá lo lắng quá trong giai đoạn hiện tại. Bây giờ cái vấn đề chúng ta cần đặt ra đó là gì? Đây này, rất có thể nó xảy ra những cái nhịp rơi, như nhịp hồi phục như thế này, 4-5 phiên như thế này trước khi rồi tiếp. Điều đó rất bình thường, nên là trường hợp nào có thể xảy ra, mọi người phải lập lên kế hoạch để ứng phó với những cái giai đoạn sắp tới. Đây, rồi bây giờ em sẽ vô phân tích kỹ các dòng các ngành cho anh chị hiểu. Thứ nhất về dòng ngân hàng. Ngân hàng anh chị thấy có vấn đề gì anh chị? Những cái cổ phiếu mà nó VBank đi, đây lấy một cái cổ phiếu thì con này nó chưa thoát khỏi cái trên xu hướng đó. Nó vẫn nằm trong cái đường trên la đi lên thì sao? Thì nó vẫn chưa bước thẳng vào cái giai đoạn đang trên. Khi nào nó rơi với khối lượng lớn đây này, nó quay lại nó test không thành công thì nó rơi tiếp. Lúc đó chúng ta mới xem xét. Còn vấn đề mà nó rơi với khối lượng mà không lớn ở đây này, khối lượng nhỏ như thế này, thì điều đó cũng không là vấn đề mấy đâu chị, điều đó cũng bình thường. Vấn đề gì? Và bởi vì thị trường chung thẳng lại mà đa phần cổ phiếu đều đi theo chị thị trường chung, và với những yếu tố bán như này em đánh giá là đây là những cái phiên rủ rất là mạnh, đúng không? Rủ rất là mạnh, nên là chúng ta ai mà có hàng con này thì ta đang lỗ đâu đó khoảng 5%, đúng không? Từ những cái điểm mua này về đây đâu đó khoảng 6%, đúng không? Với những yếu tố đang lỗ khoảng 5-6% như vậy thì chúng ta cùng xem xét xem liệu cái cổ phiếu này nó sẽ dao động như thế nào. Bởi vì sao? Vì sau những cái phiên bán hoảng loạn thị trường thì rất khó để hoảng loạn nữa chị. Ví dụ ngày mai nó sàn thêm một cây nữa đi thì kiểu gì nó kéo lên, đó là quy luật cân bằng cung cầu rồi. Nếu mà nó phải kéo lên trước khi rơi tiếp, còn nếu nó giảm làm gì có chuyện mà nó giảm về đây anh chị, rất khó. Đặc biệt đây là cái dòng blue chip thì nó không thể nào đi theo kiểu đó được, kịch bản nó luôn có sẵn rồi. Tiếp theo này, CTG, cổ phiếu yếu này. Đây một dạng cổ phiếu nó đã rơi khỏi cái kênh xu hướng đi lên rồi, rơi này với biên độ khối lượng rất là lớn, và rơi như thế này thì chúng ta không còn cơ hội đối với nó nữa anh chị. Nhưng khi mà rơi như vậy nó sẽ gặp những cái vùng hỗ trợ lớn của nó, thì nó sẽ có những dịp hồi phục nó tương tự với cái thị trường. Nó khi mà nó hồi lên này anh chị chú ý phải xử lý tài khoản, bởi vì đây là nó chạm những cái trend line xuống đi lên, nó chạm vùng trend line này chúng ta phải hạ tỷ trọng nhé. Cổ phiếu STB thì sao? Phân phối rất rõ này, rơi này. MB đây là phân phối này, mọi người chú ý nó không có vượt đỉnh được này. Nhưng những cái cổ phiếu đó thuộc dạng yếu. Còn Techcombank thì sao chị? Nó vẫn giữ cho chúng ta một cái xu hướng đi lên rất tích cực. Thị trường chung rơi thì nó rơi bình thường thôi, có đâu anh chị, khối lượng lớn này. Ngày mai nó sẽ có những cái nhịp bán tiếp theo, nhưng mà theo cái kịch bản chúng ta đề ra rồi, khi mà nó tái tích lũy lại được thì nó còn nhịp lên nữa anh chị. Đấy, đây là cái vùng giá vốn đó này. Mọi người chú ý cái vùng đây là vùng giá vốn đó này. Chúng ta xem cách hành xử của hai cái vùng giá vốn này anh chị nhé. Hai vùng giá vốn của tổ chức này, xem cách hành xử như thế nào. Đa phần nó sẽ đạp lụng những cái vùng này trước khi nó quay đầu nó trở lại. Thì chúng ta khi mà mua những cái phiên này, chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này, không bán khi hoảng loạn. Anh chị nhớ chưa? Không bán khi hoảng loạn, bởi vì sao? Vì khi hoảng loạn cổ phiếu luôn bị trong cái trạng thái quá bán. Quá bán đó là gì? Nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta bán tháo. Thì anh chị nghĩ coi tổ chức nó làm gì? Nó phải cân bằng lại cái lực bán tháo đó bằng cách mua vào cổ phiếu. Đấy, nên là đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch trên thị trường đó anh chị. Vì sao? Vì thị trường chung chúng ta nó có hai chiều lắm. Thị trường chúng ta hiện tại chỉ có chiều mua thôi, nhưng mà phái sinh nó có một cái chiều đó là bán khống nữa. Đó là hai cái chiều nó sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro cho thị trường, đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro cho thị trường cơ sở anh chị nhé. Chú ý giúp em. Và giảm thiểu rủi ro thị trường cơ sở chính là giảm thiểu rủi ro cho những cái cổ phiếu này. Thì chúng ta mọi chuyện hoảng loạn không nên xử lý, mà đợi khi hết hoảng loạn chúng ta xử lý. Đó là nguyên tắc của em. T-Bank này bắt đầu rơi khỏi những cái vùng giá vốn đó này, thì những con này nó sẽ có những nhịp hồi phục về vùng giá vốn nha, trước khi rơi tiếp nha. Phân phối hai đỉnh này, đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ hai rơi này. HDBank rơi khối lượng không có lớn, thì những con này chúng ta xem xét hiện tại đang ở vùng giá vốn tổ chức. ACB này, cổ phiếu này nó hơi xấu một tí, hơi xấu nhưng mà nó chưa rơi khỏi cái trend xu hướng. Mọi người chú ý nè, cổ phiếu này chưa rơi khỏi trend xu hướng thì nó vẫn đang trong một cái giai đoạn đi lên trong giai đoạn uptrend. Thì mọi người chú ý với con này chúng ta phải tiếp tục nắm giữ, đợi nó có những cái nhịp hồi phục để xử lý đó thôi. Những cổ phiếu này nó rơi về cái trạng thái này nó sẽ có những nhịp hồi phục nha, hồi phục để mà rơi tiếp anh chị chú ý. Chứ con này nó xác suất để lên nữa nó rất là thấp, nên là khi nó hồi lên chúng ta bắt đầu xử lý tài khoản. SHB thôi, bỏ những con này rơi rồi. VIP nè, đấy, với những cái phiên đây chính là cái phiên bán này, phiên phân phối là chị, nó giống như những cái cổ phiếu như là LTH này. Em thấy cổ phiếu gì đó TLH thép tiến lên á anh chị thấy không, nó rơi bùng nổ lên xong rơi này. Đấy, đó là cũng là một cái trạng thái, nên là mọi người phải chú ý. Tiếp theo chúng ta phân tích cái dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì sao? Cổ phiếu bắt đầu rơi khỏi cái trên xu hướng, thì những cái dòng mà đầu cơ mạnh nhất của thị trường nó chính là dòng chứng khoán, thì nó sẽ là những cái thằng nó bị rơi mạnh nhất ở trong cái thị trường khoảng là anh chị, bởi vì nó tăng quá nóng. Với những yếu tố tăng nóng vậy thì nó sẽ bị đạp nóng, đó là điều nguyên tắc đơn giản rồi. Mọi người chú ý đó, thấy không? Nó đạp rất là ghê, thậm chí cổ phiếu Agribank này, mọi người thấy nó mở gáp như thế này rất là rủi ro. Nó rơi từ những cái vùng đỉnh là về kinh khủng rồi, rất là kinh khủng. 24-25% thì nó sẽ còn những nhịp rơi về những vùng này trước khi nó hồi phục lên. Cho anh chị chú ý nó có những cái gáp đây nó sẽ quay trở lại nhé. Ai có hàng thì từ từ xử lý, đừng có xử lý cái lúc hoảng loạn như thế này, rất khó để xử lý. Bây giờ đúng sai không quan trọng anh chị, quan trọng là phải xử lý sao thôi. Những cổ phiếu như CTS này anh chị thấy không, mở biên mở gáp như thế này thì đó chính là cái sự mà bán tháo như vậy thì nó sẽ quay lại thôi, điều đương nhiên. FTS này rơi này, HCM bắt đầu rơi này, mở biên rơi này. Đa phần bây giờ thì em đánh giá là thị trường chung đang đạt một cái trạng thái đó là selling clean market, thì nó sẽ có nhịp hồi phục cho tất cả các dòng các ngành, đặc biệt là dòng chứng khoán và bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Thì chúng ta cùng chờ xem nó hồi phục như nào để chúng ta xử lý thôi, chứ còn bây giờ không còn hy vọng để cho cái dòng này nha anh chị, không còn bất kỳ một cái hy vọng nào hết, không còn hy vọng luôn ấy, bởi vì nó tăng quá nóng rồi. Những dòng tăng nóng thì nó sẽ chết sớm. Tiếp theo dòng thép HPG, những con này thì cũng phân tích kỹ rồi. Đây là một phiên bắt đáy rất lớn của tổ chức này. Với những phiên bắt đáy này rất có thể cổ phiếu này nó đạt cái trạng thái đó là gì, stopping volume 3. Stopping volume 3 đó chính là cái phiên tạo đáy của thị trường, nhưng cái yêu cầu của nó là gì, là cổ phiếu này ngày mai ngày mốt nó phải tăng lên, nó tạo ra một cái biên ở đây, thì đây gọi là cái sự tạo đáy của thị trường chung. Anh chị chú ý này, nó sẽ tạo cái biên này tích lũy tiếp trước khi rơi đấy, hoặc là trước khi lên, nó giống con Vinamilk này. Sau khi selling clean market này, sau khi bán tháo như thế này, nó phải có những cái nhịp hồi phục đây thì nó mới bước vào một cái trend xuống đi ngang được. Thì mọi người chú ý Vinamilk trong giai đoạn sắp tới nhé, cổ phiếu nó đang có tín hiệu tạo đáy, và những cái cổ phiếu này anh chị nó tạo đáy trước khi thị trường chung rơi, nghĩa là sau khi thị trường chung ổn định, nó rơi 1-2 nhịp gì đấy thì cổ phiếu này nó sẽ là cái thằng tích lũy đầu tiên của thị trường. Thì trong nhịp sắp tới đâu đó khoảng vài tháng sau, chúng ta có thể quan sát cái cổ phiếu này khi mà nó quay trở lại anh chị nhá. Đôi khi sẽ có những cái nhịp đánh ngắn đối với nó, vì nó là thằng rơi trước thị trường đấy. Đây là chúng ta cùng xem những cái phiên mà hồi phục như này, và đặc biệt đó, ở thời điểm hiện tại này, trạng thái bắt đáy là một cái trạng thái, thứ hai đó là trạng thái mua đuổi là hai này. Hai trạng thái đó là đều ra đi hết nha anh chị. Thị trường chúng ta đang ở trạng thái rất là rủi ro, chúng ta phải đợi hồi phục, xong nó cần phải tái tích lũy lại được, nên là không có chuyện bây giờ đi lên đâu anh chị, không có chuyện đâu, không có chuyện đi lên chữ V, nên là phải giữ đảm bảo cái an toàn cho chúng ta ở cái trạng thái lên để chúng ta xử lý, cầm tiền mặt, vị thế tiền mặt, rồi sau đó chúng ta xem xét tiếp cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào không tốt để chúng ta giải ngân, chứ không phải là bắt đáy. Như hôm nay em thấy các room, các nhóm hô hào bắt đáy rất ghê. Vậy thì em không biết là nó có hồi được để T3 về có lại được không, nhưng mà em đánh giá rất khó. Bởi vì sao? Vì một cái thị trường hoảng loạn là cái thị trường mà không ai dám bắt đáy cơ anh chị, không ai dám cơ. Chứ còn ở thời điểm hiện tại em thấy các room, các đội, các nhóm người ta đa phần người ta bán được cái phần trên rồi. Em thấy rất nhiều cái nhà đầu tư người ta bán những cái phần trên đây, người ta bán những cái phần trên đây này đấy, thì sau đó xuống đây người ta bắt đáy. Và trong cái trạng thái mà thị trường downtrend, bắt đáy chính là cách mà giết chết cái tài khoản nhanh nhất của nhà đầu tư, nên là anh chị là tuyệt đối đừng có đi theo con đường bắt đáy anh chị. Mặc dù bắt đáy lợi nhuận nó sẽ cao hơn, nhưng mà nó sẽ đem lại một cái rủi ro cực kỳ lớn. Bởi vì sao? Đây là nhịp rơi thứ nhất, đây là nhịp rơi thứ hai, Và một khi bắt đáy không thành công, cái nhịp rơi số 3 mới là cái nhịp rơi mà mạnh nhất của cổ phiếu. Bởi vì sao? Càng xuống vùng đáy, cổ phiếu sẽ rơi càng mạnh. Ở đây này, anh chị nhìn một phiên gần sàn 3,8%, chị thấy ghê đúng không? Nhưng mà nếu mà nó rơi nhịp tiếp theo, nó không rơi như vậy đâu chị. Nó sẽ rơi sàn liên tục đấy. Nó sẽ rơi ít nhất là vài phiên sàn đấy. Nên là mọi người phải chú ý. Càng về cái vùng đáy thì cái tốc độ rơi nó càng lớn. Nên là anh chị chú ý đừng có bắt đáy ở giai đoạn này. Đây nào. Nhịp rơi thứ nhất rơi rất nhẹ nhàng này. Nhịp rơi thứ hai rơi nhẹ nhàng. Nhịp rơi thứ ba bắt đầu này. Nhịp rơi này nó mới ghê này chị. Không cho ai bán nữa đâu. Không ai bán nữa đâu anh chị. Nên là trong đầu tư mình phải quản trị cái chỗ đó nữa. Tiếp theo, cái dòng dầu khí hôm nay nó có một cái tín hiệu quay trở lại với BVD, BVS. BVD nó rút chân về, gọi là rút chân thế yếu. Với cái yếu tố rút chân thế yếu này thì đánh giá là nó cũng chưa phải mạnh đâu chị. Nó cũng chưa ăn thua đâu. Nó đang trong cái trạng thái đó gì? Trở về cái vùng tá tích lũy phía dưới. Và với cái trạng thái trở về vùng tá tích lũy phía dưới này, đây là yếu tố vun không lớn này, đôi khi lại rơi tiếp thì sao, đúng không? Cẩn trọng, nên là cái này đừng bắt đáy. BVS này, cổ phiếu này tốt hơn một chút. Bởi vì sao? Bởi vì cái yếu tố là rút chân nó khá là mạnh. Nhưng mà em đánh giá là những cái vùng này nó không có lên hình chữ V được đâu nha anh chị. Nó tiếp tục nó sẽ tạo một biên tích lũy đây như cái kịch bản đã đề ra trước khi có một cái sóng mới. Đó, một số cổ phiếu đại diện thôi. Đấy, nó không hề mạnh, những cái đánh rút chân và không hề mạnh nha anh chị. Này, nó tăng 0,9% là gì mạnh, nhưng mà nó gặp những vùng hỗ trợ nó sẽ quay đầu. Đó là kịch bản qua mình đã đưa ra cho anh chị đúng không? Nó đây nó đủ cái biên rơi rồi, biên rơi đâu đó khoảng 25-30% là đủ cái biên rơi rồi. Thì các cổ phiếu mà đủ cái biên rơi nó sẽ quay trở lại thôi. Nên trong giai đoạn sắp tới, trong phiên mai phiên mốt chúng ta xem xét khi mà nó quay trở lại, nhìn coi cái lực cung cầu trong phiên như thế nào. Nếu lực cung cầu tốt thì chúng ta dẫn tiếp một hai phiên, còn nếu mà nó không tốt chúng ta phải cơ cấu danh mục, chấp nhận lỗ và ở ngoài thị trường một thời gian anh chị nhé. Bởi vì thị trường có những yếu tố là bán tháo rất là ghê rồi. Bán tháo đôi khi là sẽ là những cái cơ hội cho những nhà đầu tư chung và dài hạn, nhưng mà đó không phải là cơ hội cho những nhà đầu cơ như chúng ta đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó bán tháo ra, nó muốn đi lên được nó cần có sự tá tích lũy trước khi đi lên, chứ không bao giờ đi lên hình chữ V. Và cái sự tá tích lũy đó nó sẽ rủ bỏ rất là mạnh, rất là kinh điển với nhà đầu tư, chứ không phải là mua là chúng ta sẽ bị kẹp hàng ở trong đó đấy. Nên là anh chị phải chú ý. Tiếp theo, một số cái dòng cái ngành bất động sản đi. Những cổ phiếu này thấy nó giữ trend rất là tốt đúng không ạ? Nó giữ trend rất là tốt. Đây này, nó vẫn trong một cái dạng mô hình này. Hôm qua em có giới thiệu về cổ phiếu này đúng không? Nó vẫn đang trong một cái tình trạng tích lũy thôi, chứ chưa có gì nổi bật, anh chị chú ý. Nó chỉ là tích lũy thôi, không có vấn đề gì nổi bật. Rơi này, phân phối rất rõ này. 55 có cổ phiếu này đang giữ giá rất là tốt, nhưng mà đang trong một cái trạng thái cũng là tích lũy thôi. Với cái trạng thái tích lũy này, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Khối lượng nó còn kiệt rồi nha. Những cái cổ phiếu trong bất động sản đánh giá là một vài cổ phiếu nó đạt cái trạng thái đó là khá là ổn định rồi. Như những cái cổ phiếu này nó test lại đáy, hôm nay test lại đáy khá là ổn này. Sau khi test đáy 2 lần thì xác suất nó sẽ tăng. Nên là trong cái giai đoạn sắp tới thì em đánh giá là cái dòng bất động sản này nó sẽ có cái nhịp hồi phục trở lại này. Ví dụ đây này, rơi khối lượng lớn này, hôm nay rơi khối lượng bé này, nó test lại vùng đáy với biên độ thấp. Đa phần cổ phiếu nó giảm sàn, nhưng cổ phiếu này nó rơi trước và nó giảm ít. Với những yếu tố này thì chúng ta kỳ vọng những nhịp hồi phục, và đôi khi lại vào một cái form tích lũy để những cái cổ phiếu này có những cái nhịp chạy tiếp theo. Đấy, đây này, đây là đang là tích lũy nè anh chị. Trong một cái pha tích lũy này, mọi người chú ý nè, test lại đáy 2 lần với khối lượng thấp. Đạt Phương này, rơi. KDH này, nay nó test lại đáy này rất là tốt ha. Những cổ phiếu này không hề giảm khi thị trường chung giảm, thì chúng ta đưa vào danh mục quan sát. Vẫn đang trong trạng thái tích lũy, những cổ phiếu này tiếp tục quan sát này. Đôi khi thị trường chung ổn định là lại có những cơ hội nhỏ chúng ta lại có thể chơi đấy anh chị. Đó, một số cổ phiếu thôi, các dòng ngành nó không ổn. Đa phần là chỉ có những cái dòng như dòng tăng nóng giai đoạn vừa rồi như thép, banh chứng thép gì đấy, thì nó có những cái trạng thái bán rất là ghê. Thì chúng ta cùng chờ đợi xem những dịp hồi phục để xử lý. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đừng có nên bán cái hoảng loạn anh chị ạ. Đó là những cái điều em muốn nói với anh chị. Nên hôm nay em làm video ngắn thôi, bởi vì tối nay em có một cái chương trình dạy học khá là trong giai đoạn dịch vừa rồi khá là đau họng anh chị ạ. Nên là trong tuần này em sẽ không livestream anh chị nhé. Cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái phần livestream. Còn ở thời điểm hiện tại em sẽ mỗi ngày em sẽ làm một cái video. Anh chị có câu hỏi nào hay là có cái gì có thể inbox trực tiếp với em. Để làm gì? Để em giải đáp là thứ nhất. Thứ hai em sẽ đưa, nếu mà không có thời gian giải đáp, em sẽ đưa vào các câu hỏi để giải đáp trong những cái video cuối ngày như thế này anh chị nhé. Rồi chúc quý anh chị có một tuần đầu tư hiệu quả. Mọi người đừng quá lo lắng.